Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì không chịu thỏa thuận với Nga. Nga phản ứng về động thái của Iran, ông Putin thay đổi học thuyết hạt nhân. Rộ tin quân đội Nga sắp nhận pháo phản lực Polonets từ Belarus. ra triển khai hai tàu ngầm chiến lược tới hạm đội Thái Bình Dương. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. một thành viên trong đội ngũ hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông trump tiết lộ ứng cử viên đảng cộng hòa sẽ không gặp tổng thống ukraine zelensky trong tuần này dù ông zelensky đang có chuyến thăm mỹ hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch dù các quan chức ukraine tuần trước tuyên bố ông zelensky đã lên kế hoạch để gặp ông trump Phát biểu hôm 24 tháng 9, ông Trump ca ngợi kinh nghiệm quân sự của Nga, viện dẫn hai sự kiện lớn trong lịch sử là Liên Xô tham gia đánh bại Đức Quốc xã hồi Thế chiến II và cuộc tấn công Nga thất bại của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte để ám chỉ Moscow sẽ không thua. Theo CNN, trong ngày 25 tháng 9, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì từ chối thỏa thuận với Nga để kết thúc xung đột ông trump phát biểu trong cuộc vận động ở north carolina các thành phố ở ukraine đang dần biến mất và chúng ta vẫn đang tiếp tục trao hàng tỷ đô la mỹ cho một người từ chối thỏa thuận tổng thống zelensky bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ tốt hơn tình trạng của ukraine hiện tại các bạn đang thấy một đất nước bị tàn phá và dường như không thể xây dựng lại cũng theo cựu tổng thống mỹ chính quyền của tổng thống biden và bà harris là bên phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ukraine Họ đơn giản là không biết phải làm gì và giờ chúng ta đang ở một tình thế ngặt nghèo. Các thành phố bị phá hủy, rất nhiều người dân đã thiệt mạng. Chính quyền đương nhiệm cần làm tốt hơn, ngay cả một thỏa thuận khiến Kiev phải chịu thiệt đôi chút cũng là phương án tốt hơn một cuộc xung đột quân sự. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Yorker hôm cuối tuần, ông Zelensky đã chỉ trích kế hoạch của ông Trump về việc chấm dứt chiến sự. Ông cũng cho rằng Thượng nghị sĩ G.D. Người liên danh tranh cử cùng ông Trump là quá cực đoan và nhấn mạnh cuộc xung đột không nên kết thúc với phần thiệt hại cho Ukraine. Trong phát biểu ở North Carolina, ông Trump nhấn mạnh rằng tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi. Những bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra khi tổng thống Zelensky đang ở thăm New York, dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo nguồn tin, xác suất diễn ra cuộc gặp đã giảm đáng kể sau khi ông Zelensky thăm một nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ ở Pennsylvania hồi cuối tuần cùng với thống đốc bang George Shapiro của Đảng Dân Chủ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump không hài lòng với động thái này. Thống đốc Shapiro là đồng minh thân cận của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và Pennsylvania là một trong những bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên đảng Cộng Hòa, thậm chí đã viết thư cho ông Zelensky, đề nghị cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã giúp tổ chức chuyến đi này. Một lý do khác có thể khiến ông Trump sẽ từ chối gặp nhà lãnh đạo Ukraine là một số đồng minh hối thúc ông tránh gặp gỡ các nguyên thủ nước ngoài trong giai đoạn cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng, mà thay vào đó chỉ tập trung vào chiến dịch tranh cử tại một sự kiện vận động tranh cử ở Savannah, bang Georgia hôm 24 tháng 9. Ông Trump đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về thế bế tắc hiện tại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu tại sự kiện, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ cần một chiến lược rút lui rõ ràng khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng cả nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại Joe Biden và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris đều không có bất kỳ kế hoạch nào như vậy ông Biden và bà Kamala đã đưa chúng ta vào cuộc chiến ở Ukraine và giờ họ không thể đưa chúng ta ra ngoài. Họ không thể đưa chúng ta ra ngoài. Ông Trump nói về đám đông, những người ủng hộ ở Savannah, Georgia hôm 24 tháng 9, nhắc lại lời hứa chấm dứt xung đột ngay khi ông tái đắc cử. Ông Trump nói thêm, tuy nhiên, chúng ta đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột đó. Trừ khi tôi là Tổng thống, tôi sẽ kết thúc nó, tôi sẽ đàm phán, tôi sẽ rút lui. Chúng ta phải rút lui, ông Biden nói. Chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi chúng ta chiến thắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga chiến thắng? Đó là những gì họ đang làm và chiến đấu trong các cuộc xung đột. Cựu Tổng thống cũng nhấn mạnh việc chính quyền người kế nhiệm đã cung cấp cho Ukraine gần 300 tỷ đô la Mỹ, trong khi châu Âu chỉ viện trợ một phần nhỏ của con số đó. Ông Trump cũng chỉ trích ông Biden đã không cố gắng làm gì để thay đổi tình hình này. Nhà Trắng và kỹ ép hiện trên lên tiếng bình luận trước các phát biểu trên của ông Trump. Tại một cuộc vận động tranh cử khác hôm đầu tuần này, ứng viên Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn đối thủ của ông, bà Kamala Harris, giành chiến thắng bởi chừng nào Đảng Dân chủ còn nắm quyền, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ ra đi với 60 tỷ đô la Mỹ mỗi lần đến Mỹ. Ông Zelensky hiện đang ở Mỹ, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và các thành viên quốc hội để trình bày với họ về kế hoạch chiến thắng của ông. Các quan chức Ukraine cũng cho rằng ông Zelensky đã lên kế hoạch gặp ông Trump. Tuy nhiên, một quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump nói về hãng tin AP rằng chưa có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách đây ít hôm đã đến Mỹ bắt đầu chuyến thăm quan trọng của mình. Ngay khi đến Mỹ, tổng thống Ukraine đã đến thăm một nhà máy sản xuất đạn pháo 155 mm ở bang Pennsylvania. Loại đạn pháo này đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Hình ảnh video từ chuyến thăm cho thấy Ông Zelensky đăng ký tên trên quả đạn pháo dành cho Kiev trước sự chứng kiến của thống đốc George Shapiro của Đảng Dân chủ. Ông Zelensky cũng đã chụp ảnh với tên lửa của Mỹ trong khi phải nhận những tin tức phũ phàng về chiến thắng của Nga trên tiền tuyến. Chuyến thăm này của tổng thống Ukraine ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội của nhiều nghị sĩ Mỹ và một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ về chuyến thăm vì có thể vi phạm luật pháp Mỹ. Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene nói Tôi 100% phản đối điều này, giống nhiều người Mỹ. Chính phủ Mỹ nên đàm phán hòa bình chứ không nên kích động xung đột. Nội dung một lá thư chung mà chín thành viên Quốc hội Mỹ gửi cho Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khả năng vi phạm luật pháp Mỹ do chuyến thăm gần đây của ông Zelensky tới Pennsylvania và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ về việc sử dụng tài sản quân sự của Mỹ và các nguồn lực liên bang liên quan đến chuyến thăm." Hiện nay, mối lo ngại của nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng thiếu hụt các loại đạn dược trở nên cấp bách hơn khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước những tháng mùa đông. Trước chuyến thăm, trong video của mình, ông Zelensky cho biết Ukraine đang làm mọi thứ có thể bằng cách mua vũ khí và thông qua ngoại giao để củng cố sự ủng hộ của các đối tác và buộc Nga phải đi đến hòa bình. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ukraine. Nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, có lẽ cánh cửa viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ rất hẹp, thậm chí có thể là sẽ đóng lại. Đây là thời điểm then chốt đối với Ukraine cả về chính trị và quân sự. Bởi vậy, trong chuyến đi Mỹ lần này, ông Zelensky có thể sẽ tranh thủ thời gian ông Joe Biden còn tại vị để thúc đẩy các đảm bảo viện trợ dài hạn hơn cho Ukraine đến năm 2025. Theo Reuters, cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết, một thiết bị bay không người lái UAV của Ukraina đã thả một quả đạn xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraina, mặc dù không có thiệt hại nào. Từ khi xung đột Nga-Ukraina nổ ra, nhà máy điện Zaporizhia đã nhiều lần bị tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái UAV cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau là thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công. Hồi tháng trước, nhà máy điện này tiếp tục nhận thiệt hại khi một đám cháy đã được ghi nhận ở tháp giải nhiệt. Tuy nhiên, người chuyên trách về truyền thông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bà Evgenia Yashina cho biết tháp giải nhiệt này không tham gia vào việc làm mát, vì vậy vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước đó, Thống đốc tỉnh Zaporizhia do Nga chỉ định, ông Evgeny Balitsky cho biết cả 6 tổ máy của nhà máy đều ở trạng thái ngừng hoạt động, không có nguy cơ nổ hơi nước, trong khi mức phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và thành phố Enegoda vẫn bình thường. Trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thường xuyên gặp tổn thương và có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân trong khu vực, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã lên tiếng cảnh báo cả Nga và Ukraine nên kiềm chế để tránh hậu quả đáng tiếc. Cho đến đầu tháng 9, Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đến thăm và đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang rất phức tạp, song khẳng định IAEA đang cố gắng ổn định tình hình và xem xét các vấn đề kỹ thuật trong khu vực. Phát biểu trong chuyến thăm nhà máy Zaporizhia, ông Grossi đánh giá tình hình tại đây đang rất mong manh bởi các hoạt động quân sự của Moscow và Kiev. Bên cạnh đó, ông Grossi cũng đã xem xét hiện trường vụ hỏa hoạn tại một trong những tháp làm mát của nhà máy kể trên và xác định ngọn lửa không xuất phát từ bản thân tháp này, qua đó làm gia tăng khả năng về việc khu vực trên đã bị tấn công. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm trong tầm kiểm soát của các quân đội Nga kể từ tháng 3 năm 2022 và hiện cũng vẫn nằm gần khu vực tiền tuyến giữa hai bên giao tranh. Theo tờ Neza Vysimaya Gazeta của Nga, khi mối quan hệ Nga-Iran ngày càng được củng cố trong thời gian gần đây, tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về việc Iran không ủng hộ kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến Điện Kremlin phải đưa ra phản hồi. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã lên tiếng trấn an Tehran rằng Moscow sẵn sàng làm rõ lập trường của mình về cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định sự tương tác tích cực và mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông Peskov cũng ghi nhận lập trường độc lập của Iran ám chỉ rằng hai quốc gia vẫn duy trì một mối quan hệ vững chắc dù có sự khác biệt về quan điểm trong một số vấn đề. Ông Peskov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích lập trường của mình và mọi thứ liên quan đến cuộc xung đột xung quanh Ukraine cho những người bạn Iran của chúng tôi. Ông lưu ý rằng hai nước đã có tương tác rất tích cực trong nhiều lĩnh vực và Tổng thống Pezeskian đã bày tỏ lập trường có chủ quyền của Iran. Ông Pezeskian đã phủ nhận việc Tehran cung cấp tên lửa cho Nga và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ rằng ông sẵn sàng đối thoại với phương Tây. Ông Pezeskian cho biết trong bài phát biểu được AFP trích dẫn rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi lại với phía châu Âu và Mỹ để đối thoại và đàm phán. Chúng tôi chưa bao giờ chấp thuận hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Theo các chuyên gia Nga, việc Tổng thống Pezeskian lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể được hiểu là một nỗ lực của Tehran nhằm cải thiện quan hệ với phương Tây. Chuyên gia Nikita Smagin của Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga nhận định, vào thời điểm này, tất cả những tuyên bố trên đều nhằm mục đích cho phương Tây thấy rằng Iran đã sẵn sàng xem xét lại mối quan hệ với họ và có khả năng xóa bỏ mối quan hệ cũ. Chuyên gia Smagin lưu ý thêm rằng, việc Iran lên tiếng phản đối hành động của Nga ở Ukraine cũng có thể là một bước đi chiến thuật nhằm tránh bị cuốn vào cuộc đối đầu toàn diện với phương Tây đặc biệt là Mỹ. Mặc dù mối quan hệ giữa Tehran và Moscow đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây, nhưng Iran vẫn cố gắng duy trì một số khoảng cách để có thể điều chỉnh mối quan hệ của mình tùy thuộc vào tình hình quốc tế. Trong khi đó, tại cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga, tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này, tài liệu xác định thời điểm Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để giải quyết các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới. Đặc biệt ông Putin cho biết Nga sẽ coi hành động tấn công Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là cuộc tấn công chung vào Liên bang Nga. Ông Putin cũng cho biết Moscow sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân ngay cả khi đáp trả một cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí thông thường, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của Nga. Học thuyết hiện tại của Nga cho rằng sự gian đe hạt nhân của Nga chủ yếu nhắm vào các quốc gia và liên minh có vũ khí hạt nhân, và có một cách diễn đạt khác cho các vụ tấn công thông thường có thể kích hoạt việc sử dụng hạt nhân. Chỉ rõ rằng một cuộc tấn công như vậy phải đe dọa sự tồn vong của nhà nước. Ông Putin mô tả học thuyết mới là bản thảo và Điện Kremlin sẽ không công bố ngay lập tức. Hãng thông tấn TASS vừa qua đưa tin hai tàu ngầm chiến lược Hoàng đế Alexander Đệ Tam và Krasnoyarsk của Nga đã hoàn thành chuyến đi từ hạm đội phương Bắc đến căn cứ Vilyuchinsk của hạm đội Thái Bình Dương ở bán đảo Kamchatka. Tổng tư lệnh hải quân Alexander Moiseyev và thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Fradkov đã có mặt chào đón hai tàu ngầm chiến lược này và chúc mừng các thủy thủ đã hoàn thành chuyến xuất kích ở Bắc Cực. Phát biểu tại lễ đón tàu, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Fradkov nhấn mạnh các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất đã hoàn thành chuyến đi khó khăn dưới băng và đã đến căn cứ chính của hạm đội Thái Bình Dương. Đây là những tàu ngầm hiện đại và hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ gian đe chiến lược, duy trì tăng cường tiềm lực chiến đấu cũng như sức mạnh quân sự của Nga. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Moiseyev nhấn mạnh, tôi muốn lưu ý rằng hệ thống đào tạo tàu ngầm hiện có, trường đào tạo điều hướng dưới băng và mức độ sẵn sàng của các sở chỉ huy ở mọi cấp của hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương cho phép các tàu xuất kích nhanh chóng và chất lượng, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng và có trách nhiệm như vậy. Tàu ngầm tuần dương chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Hoàng đế Alexander Đệ Tam được đóng theo dự án lớp Bore 955 955A, tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Trong khi đó, Krasnoyarsk là tàu ngầm thứ tư của dự án lớp Yasen 885 885M, tàu được trang bị tên lửa chống hạm Onyx hoặc tên lửa Kalibr PL. Các tàu ngầm được đóng tại xưởng Sepmas ở Severodvinsk. Cần lưu ý thêm, chuyến đi của hai tàu này xảy ra sau cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean 2024, trong đó Hải quân Trung Quốc tham gia cùng với Nga. Hơn 40 tàu chiến, 120 máy bay và trực thăng cùng khoảng 90.000 quân nhân đã tham gia vào các cuộc tập trận này. Quy mô sự kiện bao phủ Thái Bình Dương và Bắc Cực, cũng như các vùng biển, địa Trung Hải, Baltic và Caspi, Hoa Kỳ và các đồng minh đã theo dõi chặt chẽ. Sau cuộc tập trận, Thứ trưởng Không quân Mỹ Bà Melissa Dalton đã nói về mối đe dọa an ninh quốc tế chưa từng có đối với Washington. Bà Dalton nhấn mạnh, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta phải đối mặt cùng lúc với hai đối thủ chiến lược là các cường quốc hạt nhân với kho vũ khí lớn và ngày càng phát triển. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong hai tuần đầu tiên của tháng 9, Nga đã phóng hơn 640 máy bay không người lái UAV Shahed vào các thành phố của Ukraine. nguồn cung vũ khí của Nga có vẻ sẽ khó cạn kiệt khi các vi mạch, chất bán dẫn và các thiết bị vi điện tử khác từ Trung Quốc, Mỹ và EU vẫn đang được tìm thấy trong xác những chiếc UAV và tên lửa của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Ông Vladislav Vlasiuk, cố vấn thân cận của Tổng thống Zelensky cho biết Moscow vẫn đủ khả năng bổ sung vũ khí cho các mặt trận hiện đang tham chiến, mặc dù các lệnh trừng phạt cũng phần nào cản trở điều này. Ông Vlasiuk trả lời phỏng vấn tờ Euronews rằng Nga vẫn có thể mua linh kiện từ các nước khác và tự sản xuất vũ khí, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái. Tin mừng là Moscow sẽ nhận được ít linh kiện hơn mức họ muốn, đồng thời phải trả một mức giá cao hơn nhiều. Ông cho biết một trong những bước quan trọng để nâng giá linh kiện là xác định danh sách các sản phẩm ưu tiên trên chiến trường do Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y Kiev thực hiện. Viện Giám định Pháp y Kiev KSRIFE là một trong số các tổ chức của Ukraine được giao nhiệm vụ nghiên cứu vũ khí Nga, nhưng đây là cơ sở quy mô lớn nhất. Trong thời bình, cơ quan hơn 100 năm tuổi tập trung vào công tác pháp y, phục vụ điều tra tội phạm. Kể từ khi chiến sự bùng phát, ít nhất một nửa công việc của viện đã chuyển sang hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Bà Natalia Nestor, phó giám đốc KSRIFE cho biết, trong suốt năm ngoái, các chuyên gia của viện đã tiến hành khoảng 30.000 nghiên cứu liên quan đến vũ khí Nga bao gồm các loại tên lửa mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine như Iskander, Kinza, Kalib, KH-101, KH-55, KH-59 và nhiều loại khác. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cũng đánh giá cao sự thích ứng của Nga trong việc chế tạo vũ khí. Các chuyên gia KSRIFE thường xuyên tìm thấy nhiều linh kiện khác nhau được sử dụng với cùng một chức năng trong nhiều loại vũ khí. Moscow đang nỗ lực tăng cường hiệu suất sản xuất máy bay không người lái trong nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ủy ban Công nghiệp Quân sự thảo luận về giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình này. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng tuyên bố các công ty Nga đã cung cấp khoảng 140.000 UAV cho quân đội vào năm 2023. Vào năm 2025, sản lượng dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần, đạt mốc 1,4 triệu UAV. Nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây chảy vào Ukraine vẫn đang nhỏ giọt trong khi yêu cầu mở rộng phạm vi tấn công vào sâu lãnh thổ Nga của Kiev vẫn chưa được Mỹ chấp thuận. Đức là một trong những quốc gia viện trợ quân sự hàng đầu cho Kiev kể từ khi nổ ra xung đột với Moscow hồi cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Berlin đã ra tín hiệu thay đổi chính sách đối với Ukraine vào tháng trước, khi liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Tự Do thông qua một thỏa thuận sơ bộ về dự thảo ngân sách năm 2025. Nội dung thỏa hiệp do Politico tiết lộ cho thấy Đức sẽ cắt giảm viện trợ quân sự mới cho Ukraine từ 8 tỷ euro xuống còn 4 tỷ euro để thực hiện các ưu tiên chi tiêu khác. Cho đến nay, Anh vẫn chưa bật đèn xanh cho phép tên lửa Storm Shadow do nước này sản xuất hiện diện trên không phận của Nga. Thủ tướng Keir Starmer mới đây cho biết kế hoạch chiến thắng của Ukraine không chỉ xoay quanh mỗi Storm Shadow, đồng thời dự định sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp sắp tới. Mỹ cũng chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với nhận định rằng một số lượng Atak MS khó có thể tạo nên bước đột phá lớn trên chiến trường. Bên cạnh đó, Washington cũng lo ngại về những phản ứng mạnh mẽ hơn từ Moscow nếu Ukraine nhận được cái gật đầu từ Mỹ. Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ nhau, trong đó có hạ tầng năng lượng. Viện Kinh tế Kiev ước tính kể từ đầu xung đột, các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng Nga đã phá hủy tất cả các nhà máy nhiệt điện và hầu hết các năng lực sản xuất thủy điện ở Ukraine. Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8, tấn công các mục tiêu tại 20 khu vực. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã hứng chịu 1.024 cuộc tấn công từ Nga. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tình trạng thiếu điện của Ukraine có thể lên tới 6 GW vào mùa đông năm nay do các cuộc tấn công. Ông Zelensky cáo buộc Nga muốn gây ra cuộc sống khó khăn cho hàng triệu dân thường, các gia đình, thị trấn, làng mạc ở Ukraine. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã tuyên bố rằng 9 GW công suất phát điện ở Ukraine đã bị phá hủy, tương đương với 80% sản lượng điện nhiệt và 1 phần 3 sản lượng thủy điện. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Kalushchenko chỉ rõ rằng nước này đã mất một nửa công suất phát điện, không đủ để cầm cự qua mùa đông và nhập khẩu điện sẽ không đủ để bù đắp thiếu hụt. Ông Zelensky nói, ông Putin muốn bỏ mặc họ trong bóng tối, và giá lạnh mùa đông này buộc Ukraine phải chịu đau khổ và đầu hàng. Hãy tưởng tượng xem, đất nước của các bạn với 80% hệ thống năng lượng đã biến mất, với một phần mạng lưới bị phá hủy như vậy, cuộc sống sẽ ra sao? Trước đó, ông Zelensky cáo buộc Nga đang dùng vệ tinh chụp ảnh ba nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Moscow muốn tấn công những mục tiêu này. Tuy nhiên, phía Nga chưa bình luận về cáo buộc trên từ phía Ukraine. Vào đầu tháng 9, Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng đã công bố dự báo của ông Yuri Koronchak, một chuyên gia thuộc Viện Chiến lược Năng lượng Ukraine. Theo đó, người dân Ukraine có thể không có điện sưởi ấm và thắp sáng tới 20 giờ một ngày trong mùa đông sắp tới. Điều này có thể xảy ra nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục kết hợp với các điều kiện khác. Theo dự báo lạc quan của chuyên gia, tình trạng mất điện có thể kéo dài tới 12 giờ mỗi ngày. Nằm ở tỉnh Đô Nhét, thị trấn mỏ Uleda có dân số trước xung đột là 14.000 người. Thị trấn pháo đài Uleda đã trụ vững trong một thời gian trước những cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga. Nhưng nay, pháo đài này đứng bên bờ sụp đổ. Sáng 25 tháng 9 năm 2024, quân đội Nga oanh tạc và tấn công ồ ạt thị trấn này. Khác với các cuộc tiến công trước đây, lần này khả năng Nga sẽ giành được thắng lợi quyết định. Một nhà phân tích thuộc nhóm phân tích Ukraine mang tên Frontelizion Insight tạm dịch là phân tích sâu về tình báo mặt trận, viết rằng Rõ ràng tình hình tại Uleda đang rất nghiêm trọng. Chúng ta có khả năng sẽ phải chứng kiến những giai đoạn cuối cùng trong quá trình phòng thủ của thị trấn này. Có nhiều dấu hiệu chứng minh các nhận định này. Dường như quân đội Nga đã uy hiếp các sườn của thị trấn trong cả tuần qua. Trước tình thế đó, lữ đoàn cơ giới 72 với binh sĩ là 2.000 người được trang bị cả xe tăng T-64, xe chiến đấu BMP-2 và liệu pháo M109 bắt đầu lặng lẽ rút lui về những vị trí dễ phòng thủ hơn. Nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở Andrew Perpetua nhận xét: "Tôi có ấn tượng là Ukraina rút binh sĩ dần dần để dâng khu vực này cho Nga." Trong lúc này, đa phần dân cư tại thị trấn Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, đã di tản gần hết. Những con phố của thị trấn trở nên trống trơn giữa lúc tiếng đạn pháo từ xa dội lại. Chính quyền thị trấn này đã áp lệnh giới nghiêm từ 3 giờ chiều đến 11 giờ trưa do lo ngại hoạt động pháo kích của Nga hiện vẫn còn một bộ phận dân cư thị trấn Pokrovsk cố gắng ở lại. Những người dân tiếp tục bám trụ thị trấn Pokrovsk với nhiều lý do. Một số do quá gắn bó với nhà cửa và công việc tại đây, số khác thì chán nản, thất vọng về trải nghiệm thay đổi chỗ ở khi đi lánh nạn trước đây. Và đáng lưu ý, có những người dân lặng lẽ lựa chọn ở lại để chờ Nga tới. Một phụ nữ 53 tuổi quyết định ở lại nói đầy hàm ý, chẳng có quốc gia nào xấu, chỉ có người xấu mà thôi. Các đội sơ tán của Ukraine cho biết, họ đã chứng kiến những trường hợp người dân tin theo thông tin tuyên truyền của phía Nga. Một viên cảnh sát địa phương cho biết, những người này ở lại để chờ đợi thế giới Nga. Moscow cho hay, việc bảo vệ những người nói tiếng Nga ở vùng Donbass là một trong những lý do để họ phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine. Một cụ ông 82 tuổi ngồi trên ghế băng trước nhà thờ Pokrovsk. Cụ tỏ ra thờ ơ trước viễn cảnh quân Nga sẽ chiếm trọn thị trấn này. Cụ nói, đời vẫn thế, có gì đâu phải ngại. Cụ bà cũng 82 tuổi, bạn của cụ ông nói trên thì thốt lên. Người Nga ấy à? Chúng tôi vẫn luôn là bạn, là đồng chí mà. Cụ bà cho biết tiếp. Mọi thứ vẫn bình thường. Sự lộn xộn chỉ bắt đầu vào hồi năm 1990. Ý cụ ám chỉ việc Nga và Ukraine tách biệt sau khi Liên Xô sụp đổ. Một người khác chia sẻ, cuộc sống sẽ tiếp diễn nếu Nga giành được thị trấn. Ở một diễn biến liên quan, trong khi đó, Nga cảnh báo kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm buộc Moscow phải chấp nhận hòa bình là một sai lầm chết người người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov tuyên bố lập trường như vậy là sai lầm chết người sai lầm mang tính hệ thống sẽ là một quan niệm sai lầm lớn chắc chắn sẽ gây ra hậu quả cho chính quyền kiev ông peskov cho biết nga muốn hòa bình nhưng vấn đề này không thể bị ép buộc quan chức nga nhấn mạnh một lập trường dựa trên nỗ lực ép buộc nga chấp nhận hòa bình là một sai lầm hoàn toàn chết người vì không thể ép buộc nga chấp nhận hòa bình ông peskov khẳng định nga là nước ủng hộ hòa bình nhưng với điều kiện là nền tảng an ninh của nga phải được đảm bảo trước đó phát biểu tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc tổng thống ukraine volodymyr zelensky nêu quan điểm cuộc xung đột nga ukraine đến một lúc nào đó sẽ kết thúc nhưng không phải vì ai đó đã mệt mỏi hay qua thương lượng với nga ông nhấn mạnh cuộc xung đột này không thể được làm dịu bớt bằng đàm phán mà cần phải hành động nga chỉ có thể bị buộc chấp nhận hòa bình đó chính xác là điều cần thiết buộc nga phải hòa bình với tư cách là bên đã phát động trong cuộc xung đột này Nga được cho là đã đề xuất Belarus cung cấp các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường MLRS Polonez từ lâu và động thái mới nhất cho thấy viễn cảnh trên nhiều khả năng sắp xảy ra. Hãng thông tấn Bentea nói rõ hiện tại các chuyên gia quân sự Belarus đang huấn luyện binh sĩ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS tầm xa và có độ chính xác cao Polonez cỡ nòng 300mm. Trước tình hình trên, Đại tá nghỉ hưu Victor Baranets, cựu chỉ huy lực lượng phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Không quân Nga Hiện tại giữ vai trò chuyên gia quân sự và nhà báo đã đưa ra một số đánh giá đáng quan tâm. Nhà phân tích nhấn mạnh việc các cố vấn quân sự Belarus hiện đang huấn luyện binh sĩ Nga cách sử dụng tổ hợp Polones ngay tại thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện. Địa điểm chính là thao trường Asuluk ở vùng Astrakhan, biên giới giáp Kazakhstan. Tôi nghĩ rằng vũ khí này có thể giúp quân đội Nga rất nhiều, nhưng chỉ trong trường hợp Trung Quốc cho phép sử dụng tên lửa của họ. Mặc dù hiện nay có thông tin về việc các nhà thiết kế thông minh và có trình độ cao người Belarus đã chế tạo thành công tên lửa nội địa. Đại tá Baranets nói rõ, tôi luôn cầu chúc cho các bạn, những người anh em, nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một bước phát triển rất rộng trong quá trình phát triển loại vũ khí đặc biệt nói trên. Và ông gọi Polonets MLRS là một tổ hợp đáng sợ và một hệ thống vũ khí xuất sắc. Ra mắt trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 ở Minsk năm 2015 và được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Belarus một năm sau đó. Polonez là hệ thống phóng rocket đa nòng độc đáo do Belarus sản xuất, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào nơi tập trung binh lực, xe thiết giáp, sở chỉ huy, kho đạn dược, sân bay của đối phương. MLRS Polonez bắn tên lửa cỡ nòng 301 mm và có thể tấn công tới 8 mục tiêu đồng thời trên một diện tích lên tới 400 km vuông. Hệ thống này do nhà máy cơ điện chính xác Belarus chuyên về pháo và tên lửa hiện đại phát triển Tên lửa của Polonets được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh bằng vệ tinh và có tầm bắn hiệu quả 200 km đối với mẫu cơ sở và lên tới 300 km đối với biến thể Polonets M nâng cấp. Tên lửa dài 7,26 m, nặng 750 kg khi phóng và có đầu đạn nổ phân mảnh mạnh 140 kg. Đầu đạn của tên lửa có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ 700 m một giây ở góc lên tới 80 độ ở giai đoạn cuối. Tốc độ cao kết hợp với bề mặt phản xạ nhỏ khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn. Tên lửa của Polonets có bán kính sai số từ 30 đến 45 mét khi bắn ở tầm bắn tối đa, mặc dù thử nghiệm năm 2016 cho thấy sai số chỉ ở khoảng 1,5 đến 10 mét. Tầm bắn tối thiểu của biến thể Polonets cơ sở là 50 km và 120 km đối với Polonets M. Các bệ phóng Polonets được đặt trên khung gầm cơ động hạng nặng MZKT 7930-8x8 do nhà máy máy kéo bánh lốp Minsk sản xuất. Các biến thể của khung gầm này cũng được sử dụng cho một loạt nền tảng tên lửa của Nga từ hệ thống tên lửa Iskander và hệ thống phòng thủ bờ biển BAN cho đến MLRS Uragan 1M radar, vân vân. Xe có tốc độ tối đa lên tới 70 km h trên đường cao tốc và phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km. Ukraine mới đây tuyên bố các lực lượng nước này đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực Kursk. Trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ, các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Kiev cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng, cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk, ở Kursk. Ukraine được cho là đang kiểm soát khu vực phía đông nam của tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này, nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không Buk M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk. Hồi tháng 6, tổ chức Kamak Alive, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine Công bố một đoạn video và cho biết, máy bay không người lái UAV cảm tử Sweet Blitz đã di chuyển hơn 30 km từ Tiền Tuyến để tấn công hệ thống phòng không Bắc của Nga. Bắc M3 là biến thể tiên tiến nhất của dòng hệ thống tên lửa Bắc do tập đoàn quốc phòng Anmas Antey của Nga phát triển từ những năm 1990. Năm 2016, Bắc M3 được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để chống lại vô số mối đe dọa trên không bao gồm tên lửa hành trình, bom thông minh, máy bay trực thăng cũng như máy bay không người lái. Hệ thống Buck M3 đã trải qua những cải tiến đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm. Một trong những tính năng chính của Buck M3 là các linh kiện điện tử tiên tiến và hệ thống hỏa lực mới có mức độ nguy hiểm cao hơn. Buck M3 sử dụng tên lửa 9M 317M mới với tầm bắn được tăng lên đáng kể và hiệu suất tổng thể được nâng cao so với các phiên bản trước đó. Tên lửa có trọng lượng 795 kg với khối lượng đầu đạn nặng 62 kg, có khả năng tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không ở cự ly từ 2,5 đến 70 km, tốc độ 3.000 m một giây ở độ cao từ 15 m đến 35 km.